không ăn chơi, không ăn chơi. Không ăn chơi đúng không? Không ăn chơi nha. Đang làm việc nghiêm túc đàng hoàng đúng không? Em đi kiểm tra vậy thôi. Em sợ mọi người không có tranh thủ thời gian. Chúng ta chỉ có 120 phút mà thôi. Nó phải tận dụng hết tất cả khoảng thời gian làm việc nghiêm túc tập trung. Nha. Nếu như là không có giỡn giỡn á. Ngồi đây làm ý tưởng với bọn em. Lập sẽ ngồi đây. Rồi. Các bạn mọi người đó, mọi người nắm miếng đầu giật qua giật lại. Là ra miếng đó. Xin miếng à, em xin miếng, em xin miếng. Xin xong rồi lát tôi vậy tôi còn cái xác. Dạ, sẵn tiện đem ngồi đem hỏi cho Lưu Bình Hùng một chút xíu thì từ nãy tới giờ chúng ta đang có những cái kế hoạch gì rồi? À, này là đây thu thập thông tin để mà bên kia ai biết được. Trời ơi chị ơi. Chị có thể thấy từ sáng tới giờ mình em rất là binh chị chứ thấy không? Thôi về nếu mà không có gián điệp thôi cho chút xíu ý kiến đi, dừng đừng hỏi miếng của mình đi, mình hỏi ngược lại nè. Ủa? Dạ. Ủa là vô bằng chung đúng hả? Và sao chị mới hỏi em gì? Giả sử như giờ mà team của chị đi, dạ, bây giờ đang có mấy bạn giỏi như thế nè. Thì em cảm thấy là mình làm với cái chủ đề gì mà có thích trend được mọi người không? Nhưng mà chúng ta đang khai thác ở khía cạnh gì? Đương nhiên là vocal. Có thể hai dòng nhạc. Một là cái dòng nhạc hồi xưa chị hát á, những cái dòng nhạc rất là dễ thương, chúng ta làm mới nó lại với một cái beat mới. Làm cho nó trẻ hơn. Làm thì cho nó trẻ là, hơn. Đây là cái mà nãy giờ mình đang bàn. Ồ nè. Cái ý tưởng lớn gặp nhau. Bây giờ mình ngồi mình bàn kịch bản chung với em luôn. Ok. Đó. Rồi. Sao? Thì sao? Sẵn thì bàn cho em đi. Sao em? Màu sắc của em là bi kịch. Bi gì? Dạ. Bi kịch. Vô tim Long Chuông giờ đời diễn bi kịch. À đời diễn bi kịch thì giờ nói là bây giờ sau đây tôi sẽ triển khai một cái phân đoạn diễn bi kịch. 1, 2, 3 là nhạc màu khóc thôi. Vui. Ê được nha. Khúc này cắt nha. Đây gì nè, nó là gì nè. Sau đây em xin kể chuyện tình. Nó có hai cái. Trời ơi. Ê lần sau Lập cứ vô phòng em nha Lập. Không yên tâm đi, cũng đã có chia sẻ những cái này lên phòng của chị Lương Bích Hữu rồi.